Suy niệm Chúa Nhật thứ 32 mùa thường niên Bài của Linh Mục Dương Trung Tính Trí khôn của ta đây Nước trời giống như chuyện 10 trinh nữ ra đón chú rể Trong 10 cô đó có 5 cô dạy và 5 cô khôn Mắt theo chương 25 câu 1 đến câu 2 Nói năm cô khờ cho dễ nghe và đồng vần Yeah h khờ trong 10 cô đó có năm cô khờ và năm cô khôn năm cô khôn là vì mang đèn mà còn mang dầu theo sư cua nhỡ chẳng rẽ có đến trễ thì có cái mà dùng ở đời không ai học được chữ ngờ mà cứ sơ cua cho chắc ăn còn năm cô khờ là vì chỉ mang đèn mà không mang dầu theo sơ cua sợ mang theo lĩnh kỉnh nặng nhọc rườm rà năm cô này không học được chữ ngờ nên khờ kết quả là năm cô khôn được đón chàng rể và vào dự tiệc cưới còn năm cô khờ nước đến chân mới nhảy đèn tắt đang khi đi mua dầu thì chàng rể đến không kịp đón nên phải đứng ngoài có gõ cửa nhưng chàng rể phán một câu xanh dờn tôi không biết các cô là ai cả cái khôn ở đây là biết phòng xe biết tính toán biết dự phòng biết tính trước phòng sau và có cái nhìn xa trông rộng điều này rất cần thiết trong cuộc sống con người vì không biết ngày mai sẽ thế nào và tương lai sẽ ra sao làm rồi nhưng kết quả thế nào không ai biết trước được thi đấu thắng hay thua làm ăn lời hay lỗ không ai nắm chắc được rồi khi nào chúa đến khi nào ta chết Lên thiên đàng hay xuống hỏa ngục Ta hoàn toàn không biết chắc 100% Bởi đó mà cần có sự khôn ngoan Vừa khôn lại vừa ngoan Khôn là biết tính toán, phòng trước, giữ sau Ngoan là to thu xếp cho mình Dù có lĩnh kỉnh hơn một chút Có mệt thêm một tí cũng chẳng sao Chứ không làm hại hay làm phiền người khác không bắt người khác mang dùm cho mình cũng không lợi dụng lòng tốt và lòng thương của ai để phục vụ cho cái tôi của mình đây là sự khôn ngoan của chúa chứ không phải là khôn ranh khôn lõi của người đời sự khôn ranh và khôn lõi của con người giống như năm cô khờ mấy người này là khờ ơ khơ huyền khờ chỉ có ơ hay chỉ có lơ khơ chỉ có huyền ảo do đó mà thành khờ ơ hay, ơ chết rồi, ơ hết giàu rồi, vì không biết tính xa, lơ khơ, lơ là, lờ mờ, vì không biết trong rộng, huyền ảo cứ mờ mờ ảo ảo, cứ bám vào tiền của vật chất, danh vọng hảo huyền, khờ vì quá thực dụng và thiển cận. Cứ ra công ra sức mà tìm của cải danh vọng chức quyền mà không biết có ngày phải để lại tất cả mọi sự sẽ biến thành mây khói không biết sơ cua mà cứ đi cua sơ cua hết người này đến người kia uống lưỡi cong lưng mà đi lấy lòng hết người này đến người nọ để có được một tiếng khen một sự ủng hộ và để hơn người khác thật là quá khờ và quá dại vừa khờ lại vừa dại thành ra dại khờ Người ta có nói đến cái khôn này là Khôn ngoan lắm thì oan trái nhiều Đó chính là cái khôn ranh, khôn lõi đây Cái khôn ngoan để trong mặt kép Cái khôn đi lợi dụng, đi hết tay trên của người khác Và đi lừa gạt người ta Cuối cùng sẽ lãnh oan trái cho mình Gậy ông, đập lưng ông Khi người ta biết được sự thật thì người ta khinh Người ta chê, người ta ghét, người ta oán Phải nói về cái khôn này là Khôn cho lắm thì dạy cho nhiều mà thôi Đó là khôn oan chứ không phải là khôn ngoan Nhiều khi họ không ranh cả với Chúa Họ cho rằng Chúa lòng lành vô cùng mà Nếu mình có chết thì cũng có giáo hội cầu nguyện cho Lo chi phải so hả ngục Vâng, không hỏa ngục nhưng ở mãi trong luyện ngục thì cũng khốn khổ, khốn nạn Đúng là không quá hóa ngu Khôn vì biết Chúa lòng lành vô cùng Ngu vì không biết Chúa là đấng công bằng vô cùng Dại vì không mở mắt mà xem Có bao nhiêu người còn nhớ đến người chết Một năm mai ra nhớ đến ngày dỗ Và giáo hội có cầu nguyện cho người chết trong mỗi thánh lễ Nhưng không phải mình sẽ được hưởng hết Chúa ban cho bao nhiêu thì được hưởng bấy nhiêu Mình có đáng được bao nhiêu thì mình hưởng bấy nhiêu Mình không có quyền đòi hỏi Cả đời mình không cố gắng nên thánh, nên thiện, không xuống hỏa ngục Thì cũng ở mãi trong địa ngục, chứ ra nổi, gì nổi Sự cố gắng của mình phải là 99% của người khác là một phần trăm Của mình chỉ có một phần trăm và hy vọng vào người khác là 99% thì là quá dại và quá khờ Nghe trên đời này, thiên tài Edison cũng đã nói mà Thiên tài chỉ có một phần trăm, còn 99% là cố gắng, còn người khôn là khờ ông khôn. Khờ, đây là khờ trước mặt người đời. Ôn đây là văn ôn võ luyện, ôn đi ôn lại, ông cố tri tăng luyện đi luyện lại, ôn cái cũ để biết những cái mới. Nhớ lại lời chúa dạy thì phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn và nhất là phải nên thánh nên thiện. Luyện là cố gắng từng ngày nên thánh nên thiện mỗi ngày không chỉ cho đời này mà còn biết dùng đời này để chuẩn bị cho đời sau biết chuẩn bị lo hậu sự cho mình phải chôn chỗ nào phải tán làm sao thì cũng biết chuẩn bị cho mình một chỗ trên thiên đàng nữa đời này chống qua như hoa cỏ giỏi lắm là một trăm năm còn đời sau là mãi mãi cơ như thế nếu chỉ lo đời này mà không lo cho đời sau thì không khôn ngoan chút nào năm cô khờ và năm cô khôn giống nhau ở chỗ mang đèn nhưng khác nhau ở điểm có mang dầu theo hay không con người ta cũng thế giống nhau là ai cũng sống trên thế gian này nhưng khác nhau là có chuẩn bị cho đời sau hay không có thì mới thực sự là khôn không có sẽ là khờ trí khôn của ta đâu hãy suy nghĩ mà xem mà chọn mà lựa đừng để ta bị bó bị trói và những gì ở đời này mà bị thiêu đốt mà lặng vàng như da cọp Cũng đừng ngu như bò, như trâu Thấy người khác bị bó, bị trói như vậy Mà cười kéo mất hàm răng, mất hàm trên, mất nước trời, mất tất cả Trí khôn của ta đây Khôn là mang đèn và mang theo dầu Khôn là vừa sống ở đời, vừa lo chuẩn bị cho đời sau Khôn là biết cua sơ mà không biết sơ cua nữa AMEN bài của linh mục bosco dương trung tín